thì cảnh vật cũng có khắp nơi. Tại sao không niệm Phật về Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc mà chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc chà? Mình gặp thiếu dữ rồi. Nếu nói Phật trên cái lý á, trên cái lý thiền á, mà cái lý tánh tuyệt đối ở trong cái gọi là cảnh giới mà nghiêm á, thì Phật có khắp nơi, chỗ nào cũng có Phật hết, thập phương chư Phật mà, thấy không? À, Phật thì cũng có sao, Phật đồng, Phật gỗ, Phật đất, Phật vàng, Phật ngọc, cũng đủ thứ kiểu Phật hết trơn. Thì Phật cũng vậy, nó có đầy đủ hết ha. Nhưng mà ông này cũng thắc mắc là tại sao không có là Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc. Thực sự có Đông Phương không? Có. Đông Phương Dược Sư Luân Ly Quang Dương Thọ, cảnh đó cũng vẫn là cảnh của Cực Lạc đó, nhưng mà cái tên là Đông Phương. Nam Phương có không? Có. Nói Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương, Hạ Phương, Thượng Phương, Trung Ương, tất cả mười phương, tám hướng đều có các vị Phật và Bồ Tát đang ngự trị đó. Nhưng mà tại sao lại khuyến khích là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc? Biết sao? Cái này cũng khác. Niệm A Di Đà, nhưng mà cái chủ yếu là làm sao để cho quý vị nhắm về một hướng, nhắm về một cái chỗ mà cái chỗ đó quý vị thích. Thí dụ như quý vị thích Tây Phương thì quý vị cứ niệm Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà không nhất thiết là khi niệm Tây Phương mà nhất tâm rồi không được qua Đông Phương. Không phải. Khi đã giải thoát và đã vãng sanh rồi đó thì phương nào cũng tới được hết trơn. Cho nên trong kinh quý vị thấy không, Bồ Tát từ ở phương cõi Phật A Xúc là ở phương Nam, từ ở trên đó kéo về rằng để thăm Đức Phật A, Đức Phật Đa Bảo, để thăm đảnh lễ Đức Phật Thích Ca đang nói pháp Diệu Pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì mấy người đó ở gì, ở Nam Phương, rồi ở gọi là cái cõi Phật A Xúc. Cái cõi Phật đó là cơm nó thơm dữ lắm, hoặc là một cái cõi Phật hương tích nó xa dìu dợi đó, là nó thơm lắm. Cơm mà của cái bà bữa nay nấu không có thơm, ăn ngon bà nấu trên đó thơm lắm, ăn ngon lắm, canh chua hả, khỏi cần me, khỏi cần rau, khỏi cần bạc hà, khỏi cần gì chăng. Mà muốn bây giờ thông minh nó nói là canh chua phải có bạc hà thì tự nhiên có bạc hà trong đó ha. Rồi thầy thì nói canh chua là phải có đậu bắp với cà thì tự động có đậu bắp cà. Thì cái đó là cái cõi Phật là tùy tâm mà ứng hiện. Nhưng mà tại sao như vậy? Cõi Phật thì là một cái cõi coi như là thanh tịnh, giống cũng như Đức Phật Thích Ca nói là cái cõi Phật, tất cả các chư Phật, thậm chí cái cõi Ta Bà này nó cũng thanh tịnh đó. Nhưng mà người phàm phu thì thấy nó gò, nó sụp, rồi lỗ đất, lỗ hang tùm lum hết. Nhưng mà đối với người đã giác ngộ giải thoát rồi thì thấy hoàn toàn thanh tịnh. Bây giờ các ông này ông thắc mắc là tại sao như vậy, thì giờ nói đại khái đi. Tây Phương, Nam Phương này đồ đủ thứ chân, nhưng mà cũng là cõi Phật thì giống như là dạo thôi. À, gì sáng mỗi thứ bảy ăn cái gì không nè? Phở. Phở làm bằng gì? Gạo. Cũng gạo mà ra. Hủ tiếu làm bằng gì? Gạo. Cũng gạo mà ra. Bún
làm bằng gì? Gạo. Cúng gạo mà ra. Nuôi. Nuôi làm cũng bằng gạo mà ra. Tất cả những cái thứ này, nhưng mà tại sao cái dân mở nhà hàng thì nó phải nấu nè, phải có phở, có hủ tiếu, có mì. Bún, có mì, có đồ này nọ là vì sao biết không? Không phải vì hiếu, bởi vì nhiều người cái sở thích khác nhau, thì bây giờ nó muốn đáp ứng cái sở thích đó thì nó phải mở nhiều. Nó bán nhiều thứ vậy, thứ đóng cửa. Cho nên mở Tây phương, Nam phương, Đông phương thì nó cũng vậy, nhưng mà tất cả đều là một cõi, một cái cõi Phật thôi, chỗ nào cũng là cõi Phật, và cõi Phật là thanh tịnh giống nhau. Hiểu không? Hiểu không? Thành ra chỉ là cái nói cõi này cõi nọ chỉ là phương tiện để mà tu, để mà tu, để mà dẫn dắt chúng sanh. Có đứa thì nó thích Nam phương, có đứa thì nó thích Tây phương, có đứa thì nó thích Đông phương, có đứa thì nó thích Bắc phương, Hạ phương, Thượng phương, nhưng mà tất cả đều là cảnh giới của Phật hết. Là vậy thôi. Nói vậy hiểu không? Rồi quá rõ. Thì tại vì cái đó thứ nhất á, là quý vị niệm dễ, nó quen rồi, và thực sự cũng về cái cảnh gọi là Tây phương Cực Lạc là tốt. Chứ thầy đâu có thầy nói, thầy không lẽ thầy đi cầu nguyện cầu siêu, thầy nói thầy giái cho bà này đừng vậy đâu chứ, nó trở lại đây làm đệ tử tu tiếp. Không lẽ thầy giái vậy, phải không? Cũng giái đưa cho bà đi phải không, bà về trên đó đi. À, thì phải niệm Nam Mô Tây Phương. Tại vì quý vị bị trong cái đầu, chứ nếu mà quý vị tu cao nữa đó ha, là thầy nữa, thầy niệm khác. Còn bây giờ quý vị bị dính vô, thể mà Nam Ma là phải Nam Mô Di Đà Phật mới được. Còn đám cầu an là phải Nam Mô Đông Phương mới được. Mà nói thiệt cái đối với thầy hả, phương nào cũng được hết trơn á, phương nào cũng là Phật hết trơn, Phật nào cũng là hả? Cũng không có lộn nữa, không cũng chẳng có lộn nữa, chẳng có lộn. Cho nên là đối với thầy là cái cảnh giới nào mà cho thầy lọt vô cái cảnh giới nào cũng là cảnh giới Phật, thầy chịu. Tầng Úc Châu